chữ gì con? Chữ ô, chữ ô. Âu, con đang nói tiếng Anh mà. Chữ cái này chữ cái tiếng Anh là Âu. Còn chữ ô. Chữ ô là tiếng Việt con? Chữ Việt là á bờ cừ. Đúng rồi, tiếng Việt á bờ cừ. Tiếng Anh là gì? Con gỡ ra luôn cái đó đi. Tại nãy con gắn nó bị lệch á. Bình tĩnh, cái gì đâu, bình tĩnh. Rồi, giỏi, rồi, tiếp tục. Còn cái này. Hử? Bì, chứ bì. Chứ bì hả? Chứ bì nữa. Ai bì. Sao con nói nó vô luôn nè. L với lại Q á. Chứ bì. Đi, chứ đi. Con thiếu hai chữ rồi. Chữ F với chữ Y nó chi? Chữ F. Chữ Y. Chữ S. Con số. F con lật lên chữ á. Hôm nay ghép chữ mà.